Hi, xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tìm x lớp 3 cơ bản các bạn, phép nhân và cái chỗ x của mình chính là tìm số số chiên các bạn. Được chưa? Trước khi vào bài tìm x thì mình sẽ lấy một cái ví dụ cơ bản để cho tất cả các bạn biết được những cái yếu tố nào trong phép chia mà các bạn cần phải nhớ. 6 chia 3 bằng mấy ạ? À? Các bạn muốn biết 6 chia 3 bằng mấy rất đơn giản, các bạn hãy lấy 3 nhân mấy để bằng bằng 6. 3 nhân 1 bằng bằng 3, vậy 3 chia 3 sẽ bằng bằng 1. Ok chưa? Tiếp 3 nhân 2 bằng mấy ạ? À? Bằng 6, vậy 6 chia 3 sẽ được được 2, được chưa? Vậy 6 chia 3 được được 2. Đó, được chưa? Thì cái dấu hai chấm này, cái dấu hai chấm này nha các bạn, dấu hai chấm này hiểu là phép chia. Đó, phép chia, phép chia, được chưa? Rồi cái số đứng trước dấu chia à, người ta gọi là số bị chia, số bị chia, bị chia, được chưa? Cái số mà sau cái dấu chia người ta gọi là số số chia, được chưa? Và kết quả đây, kết quả của 6 chia 3 người ta gọi là thương. Đó, ok chưa? Vậy để giải quyết được cái bài toán tìm x cơ bản của phép chia thì các bạn phải nhớ, thứ nhất những cái yếu tố nào cần nhớ. Thứ nhất đó là số bị chia, đó, đứng trước cái dấu chia, được chưa? Thứ hai là cái số chia, là cái số đứng sau cái dấu chia, và thương chính là kết quả của phép chia này, được chưa? Đó, ba cái yếu tố đó các bạn phải nhớ. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ liên quan về bài tìm x các bạn. Rồi 31, 32 các bạn, chia x bằng 4. 32 chia x bằng 4, được chưa? Thì bước đầu tiên các bạn phải xác định đâu là số chia, đâu là số bị chia và đâu là thương. Và đây gọi là dạng cơ bản, vì sao? Vì ở bên vế trái của mình, đây nè, dấu bằng nè, chia bên đây là vế trái nè, bên đây gọi là vế phải nè, được chưa? Vế bên trái của mình chỉ có phép gì à? Phép chia. Còn vế bên phải của mình chỉ là một con số, được chưa? Nên nói nó được gọi là dạng cơ bản, được chưa? Đó, được gọi là dạng cơ bản. Đây là những cái dạng cơ bản mà các bạn phải thuộc, phải nhớ được quy tắc của nó, để khi vào những cái dạng nâng cao các bạn biến đổi về cái dạng cơ bản thì các bạn phải nhớ quy tắc, các bạn giải mới được nha các bạn. Rồi thì đây là phép phép chia, thì đây gọi là số bị chia, còn đây là số gì ạ? À? Số chia, và đây là thương, được chưa? Rồi quy tắc nhớ giúp mình, quy tắc nha, quy tắc muốn tìm số gì ạ? À? Đây là số chia, số chia, ta lấy số bị chia, số bị chia, chia cho thương, đó, chia cho thương, được chưa ạ? Muốn tìm số chia, muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, chia cho thương, được chưa? Đó, các bạn phải học thuộc cái chỗ này nè, đó, mình chú thích nè. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, chia cho thương, được chưa? Đấy, x của mình là số chia nè, vậy x sẽ bằng, lấy số bị chia nè là 32 nè, chia cho 4 nè, được chưa? Vậy x của mình bằng bao nhiêu ạ? À? Nếu các bạn không biết 32 chia 4 bằng bao nhiêu thì các bạn có thể nhẩm bảng của chương nhân 4 giúp mình. 4 x 1 bằng bằng 4. Vậy 4 chia 4 bằng 1. 4 x 2 bằng bằng 8. 8 chia 4 được được 2. 4 x 3 được 10. 12. 12 chia 4 được được 3 chấm chấm chấm, và 4 x 8 thì được bao nhiêu ạ? À? 32. Vậy 32 chia 4 sẽ được bao nhiêu? Được được 8. Vậy điền kết quả 8 vào đây giúp mình. Thấy chưa ạ? Đó. Thấy chưa ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ cho một cái bài tập để cho các bạn giải, và sau khi giải xong các bạn comment ở phía dưới giúp mình nha, để mình kiểm tra coi bạn nào giải đúng và giải sai nha các bạn. Rồi. À, bài tập 36 chia x bằng bằng 9, được chưa? Rồi, các bạn cùng nhau giải nha. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giải.
mà có bị sai, có bị hiếu hay là chỗ nào bị trục trặc thì các bạn có thể comment lại giúp mình để mình khắc phục nhờ, khắc phục nha, để những cái đoạn clip sau trở nên hay và hữu ích hơn nha các bạn. Rồi xin cảm ơn và đa tạ. Cảm ơn, bye bye.